chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Mình review lại hàm Nguyễn Kim Cương nha anh em. Bữa nay hình như không có ai câu. Đó, cái góc bên đây góc trùng heo nè anh em. Bên đây lúc trước có cái bà đó anh em. Bà té, bà bứt lá vàng, bà té, bà chết khúc này nè anh em. Thấy không anh em? Đó, đồn này nè. Đó, lúc trước thì mình câu góc này anh em. Chấp ngay đây luôn. Thì mình cũng nghe câu chuyện vậy anh em ơi. Nhìn bà té, bà chết mấy em đó anh. Hồi đó mình nghe mình cũng rùng mình luôn anh em. Quá khủng khiếp luôn. Bữa mình quay chưa có căng cảnh nha anh em. Mày đằng sau lưng này. Này không có ai câu hết anh em ơi. Mình vô mình review lại lần thứ hai cho anh em xem nè. Nó đừng vô nè anh em. Ghê chưa anh em. Đó. Này nó quá tùm luôn nha anh em. Nó còn dài tới trong luôn nha anh em. Nói chung hầm này giờ cũng ít người câu đó anh em ơi. Nó trong đây cũng có một lỗ câu anh em. Như cá nó mới lên móng anh em ơi. Đây, rồi có một lỗ câu nha. Đây. Cái đường này rất là bít anh em ơi. Để mình đi khám phá thử anh em. Lâu quá rồi. Bây giờ nó trở lại hiện trạng ban đầu anh em ơi. Nó rất là bít nha anh em. Mình lũ lũi hên xui anh em ơi. Chủ yếu vô review cho anh em xem nha. Nó cái lỗ trống này thì hồi nó cũng còn nè. Quá khủng khiếp anh em ơi. Bây giờ nó bít là luôn rồi. Nó đằng sau nè. Ghê chưa anh em. Đó. Đây là đoạn dưới nha anh em. Đoạn này thì nó cũng bít dữ lắm anh em ơi. Đó. Ở đây có một cái hùng lũng nha. Đây. Cũng có một lỗ câu nha. Đây. Quá ghê anh em ơi. Quá ghê gớm luôn nha. Đó. Bít quá bít anh em ơi. Còn đường đây, đây là đường xuống cái khung lũng anh em. Lúc trước mình cũng có câu đây nha. Mà giờ ghê quá anh em ơi. Đây. Anh em vào đằng sau nè, hết hồn chưa?